Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng Sublime Text 2. Thì đây là một cái editor được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Thì mục đích của cái bài hướng dẫn này là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một số cái backkit mới, nó hỗ trợ cho việc phát triển cái dự án mà các bạn sử dụng framework Laravel. Đấy thì để cài đặt cái Sublime Text này thì các bạn có thể vào cái trang là sublimetext.com, rồi các bạn click vào download. Thì hiện tại nó có hai phiên bản là phiên bản 2 và phiên bản 3. Thì cái phiên bản 3 vẫn là đang ở trong giai đoạn beta nên là mình không dùng, mình dùng phiên bản 2. Thì các bạn chọn cái hệ điều hành tương ứng của mình và cài đặt. Đấy thì mình cũng hướng dẫn qua các bạn nếu dùng Ubuntu thì các bạn có thể cài đặt như sau. Các bạn có thể có ba cái dòng lệnh như sau. Các bạn cài đặt khi chạy xong ba dòng lệnh này các bạn có thể cài đặt. Còn các bạn sử dụng Windows thì chỉ cần download cái file exe về như bình thường thôi. Sau đó các bạn cài đặt, nó không có gì khó khăn cả. Đấy thì sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ có một cái phần mềm giao diện như sau. Như này. Đây là cái phần mềm Sublime Text 2. Thế thì bên trái này nó có các cái folder, thì các bạn có thể add thêm các cái project khác vào trong cái editor này. Thì cái vấn đề đặt ra là khi mà các bạn mới cài đặt xong cái Sublime Text 2 thì nó chưa có những cái package hoặc chưa có các plugin hỗ trợ cho nó, thì nó vẫn rất là yếu, mình chưa phát triển code được, mình viết nó chưa hỗ trợ nhiều ấy. Đấy thì để cài đặt những cái backkit khác thì các bạn cần phải cài đặt một cái backkit nó quản lý tất cả những cái backkit còn lại, một cái để quản lý tất cả các cái backkit còn lại. Đấy thì các bạn nên Google search cái từ backkit control, hoặc là cho mình sẽ gửi link đính kèm. Thì khi vào trong này xong thì các bạn sẽ ấn vào install. Rồi khi ấn vào install thì các bạn sẽ chọn vào cái phiên bản mà các bạn đang cài đặt. Ở đây mình đang cài đặt phiên bản 2 thì mình sẽ chọn vào Sublime Text 2. Sau đó các bạn ấn mở Sublime Text lên, các bạn ấn control một cái phím mà nó có giống như là dấu huyền, thường thì nó cạnh số 1 và có dấu chấm than ấy. Thì các bạn ấn vào cái nút đấy thì nó sẽ lên một cái dòng lệnh, nên một cái cửa sổ để các bạn có thể viết lệnh vào đây. Thì các bạn paste tất cả cái code các bạn vừa copy được vào đây, sau đó ấn enter. Sau khi enter xong các bạn cài đặt thì xong thì các bạn sẽ tắt nó đi và bật khởi động lại. Thì để tiết kiệm thời gian thì mình đã cài đặt trước rồi. Đấy thì các bạn cài đặt nó và các bạn ấn vào control shift p thì các bạn ấn vào install backkit thì nó sẽ show lên một cái là backkit control install backkit ở đây. Đấy, như thế này là các bạn đã cài đặt thành công rồi. Rồi thì đến đây là các bạn đã cài đặt xong được cái backkit control. Thì để cài các cái plugin khác thì các bạn chỉ cần ấn control shift p, sau đó các bạn viết cái tên backkit các bạn cần cài đặt là được. Install backkit này, các bạn enter một cái, sau đó các bạn gõ cái tên cái backkit các bạn cần cài đặt thì nó sẽ cài đặt cho chúng ta. Đấy thì cái việc cài đặt nó rất là dễ dàng. Đây có thể mạng của mình đang hơi chậm nên là nó load nó lâu hơn bình thường. Đấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chủ yếu vào cái phần đó là các bạn cài những cái backkit nó hỗ trợ cho việc generate ra những cái code của Laravel và một cái plugin là tạo ra các cái file nhanh, tạo ra một cái file nhanh. Còn những cái backkit mà nó cần thiết để sử dụng cho Sublime Text thì mình đã liệt kê ở đây. Thì sau khi xem xong video này các bạn có thể cài đặt những cái backkit này. Thì các bạn chỉ cần control shift p là install backkit rồi enter. Enter này đấy, các bạn gõ một cái vào như này, gõ một cái ví dụ là BHP và chẳng hạn mình muốn cài một cái plugin, một cái backkit là BHP chẳng hạn. Thì các bạn chọn vào cái đấy. Chọn một cái xong đợi nó cài đặt hay là xong. Một số cái thì nó hơi khó hơn một tí thì các bạn tìm hiểu
Rồi thì những cái plugin này thì các bạn cài sau khi xong, các bạn cài xong nhé, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cài những cái khác. Rồi thì để gen được code trong Laravel thì mình có tìm hiểu được một cái, đó là way generator. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ cái việc gen code nó được dễ dàng hơn. Đấy, thì để cài đặt nó thì nó có các bước như sau. Bước đầu tiên là các bạn phải mở cái project các bạn đang sử dụng Laravel ra. Sau đó các bạn mở cái file là composer.json. Đấy, thì ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng composer rồi, thì bạn nào làm Laravel thì chắc là quá quen rồi. Rồi thì ở đây mình có một cái là way này, generator. Đấy, ở đây mình dùng cái phiên bản dev master. Đấy, thì sau khi các bạn sửa lại cái file composer.json xong thì các bạn chạy cái composer update để nó download được cái thư viện này về. Sau khi download thư viện về xong thì các bạn mở cái trong cái config app của mình ra để mình load thêm một cái way generator service provider vào. Thì ở đây là app này. Các bạn có thể vào là đây, đây về là app này, config app. Thì các bạn kéo dưới nó sẽ có một cái là way, đây mình vừa paste ra đây rồi, way generator đấy, sơ biết như này xong, composer này rồi. Thì đến đấy là đã được xong những cái bước này. Thì các bạn có thể kiểm tra trên terminal, các bạn vào terminal, bạn nào trên dùng trên Windows thì nó là command line nhé, mình đang dùng trên Ubuntu. Đấy thì các bạn thấy được là nó sẽ có một cái là generate generate controller này, generate form, generate migration, rồi một số cái khác nữa. Có cái gì suộc này nó là cái mình để ý nhất. Rồi đấy thì muốn gen ra cái code thì các bạn dùng cách như nào đúng không, thì các bạn ấn vào một cái, chọn một cái gì suộc, còn những cái khác các bạn tương tự. Thì ở đây mình sẽ nhìn cái demo của họ anh viết, thì nó có nói là cái gì suộc này thì nó sẽ gen ra một, để sử dụng nó thì các bạn sử dụng cái command line là php artisan generate gì suộc tên là doc doc. Đấy, field là cái gì, có nghĩa là tên của cái trường là gì. Thì đây là cái câu lệnh trên command line. Đấy, nhưng mà để sử dụng kết hợp với SAP LaTeX thì các bạn làm như thế nào? Đấy, thì ở đây các bạn cài thêm một cái là install package, rồi các bạn cài thêm một cái là các bạn điền vào là Laravel gì suộc, tại vì mình cài rồi nên là nó không show ra được nữa, thì các bạn sẽ cài thêm một cái Laravel gì suộc. Thì đây Laravel này, xong là rõ là gì suộc thì nó sẽ ra. Các bạn cài xong cái package đấy thì mình để ý là một số bạn mà dùng trên Windows hoặc là dùng trên Windows thì nó sẽ có cái trường hợp như sau này. Ở đây thì sau khi cài xong một số bạn bị lỗi thì các bạn nên clone cái git này về, các bạn cho vào cái thư mục ở đây thì để các bạn vào git. Sau khi gen về xong nhé thì vào git này các bạn sẽ vào, nó sẽ có là Laravel generator. Đấy, các bạn biết hết những cái các bạn vừa download được về ở đây, cái vừa cầu lô được về, các bạn để hết những cái file cũ như này. Rồi thì lưu ý một số bạn dùng Windows đấy, ở cái chỗ PHP path này của bạn, các bạn ấy thì ví dụ là các bạn dùng trên SAN chẳng hạn thì cái đường dẫn này nó không phải như thế này. Ví dụ SAN thì nó là D hai chấm chéo hay SAN bin PHP chẳng hạn, thì các bạn sửa lại cái đường dẫn này cho nó phù hợp với cái máy các bạn đang sử dụng. Rồi đấy thì sau khi các bạn cài xong thì các bạn ấn Ctrl Shift P chẳng hạn, các bạn sẽ vào là gì, Laravel generate, thì các bạn sẽ thấy được là một cái là generate xì suộc ở đây.
Đấy thì các bạn điền cái gì thuộc vào là cái gì. Đấy, ví dụ của mình đang muốn tạo ra một cái chức năng là thêm mới một cái video chẳng hạn, thì mình sẽ điền là video vào đây. Trong cái video này thì có những cái trường gì, thì bây giờ ví dụ mình có một cái trường là lên title của video là gì, thì mình sẽ kiểu là string description suộc chẳng hạn, content string rồi một cái ví dụ là view thì mình là integer. Rồi cứ có một cái thì các bạn sẽ cách ra bằng một dấu phẩy, các bạn enter thì các bạn thấy được là nó sẽ in ra, nó sẽ gen ra cho các bạn cái các cái phần như là model này, controller này. Đấy, và gen ra các cái view thì model thì nó sẽ gen ra một cái là class video. Trong cái app, trong cái database thì nó cũng gen ra mình một cái, tạo ra một cái bảng migration. Đây thì là in table increment ID này, title này, description suộc này. Đấy, các bạn nó không phải viết cái bước này một lần này. Ok. Rồi. Ngoài ra thì trong cái controller nó cũng sinh ra bạn cái video. Video. Ok. Video controller index này để show ra các cái video này. Chris là để làm ra một cái form, cái chức năng này để show ra một cái form đúng không? Store là để lưu cái suộc, lưu cái kết quả sau khi người ta ấn submit ấy, để insert lại, insert show này. Đấy, ok. Thì như thế này các bạn áp dụng vào để làm trang quản trị thì nó rất là nhanh. Rồi. Thế thì sau khi gen ra xong thì nó cũng gen ở trong cái view này, cũng gen ra các bạn các cái file cần thiết nhưng mà chưa có form, các bạn phải tự viết vào. Ok. Cái router. Router thì nó là gì? Router gì thuộc video controller. Đấy, thì nó sẽ gen ra cho các bạn. Thì đây là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái gì thuộc như thế. Thì ngoài cái đấy ra thì nó còn có cái gì khác thì các bạn chỉ cần Ctrl Shift P, các bạn ấn article artisan thì nó sẽ ra được những cái như này, ví dụ là chạy cái command line như nào này, các bạn chạy cái migrate migrate như này như nào này, các bạn chạy những cái khác và Laravel đấy, thì nó các bạn sẽ tìm hiểu thêm ở trên cái trang của nó. Tí mình sẽ đính kèm cho các bạn cái trang này, trên trang này nó sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ hết rồi, còn đầy đủ hết cái như view thì làm như nào, generate view như này đấy, thì nó làm hết cho bạn rồi. Rồi xong thì đến đây là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái phần này. Còn một cái mình nghĩ là rất là hữu ích cho các bạn nữa thì đấy là nó là chính là cái advanced new file. Thì cái plugin cái backit này nó sẽ cho phép các bạn tạo ra một cái file nhanh. Đây mình demo thử nhé. Thì ví dụ là khi mà các bạn trong cái thư mục trong cái backit này, trong cái bắp link này, bây giờ mình nếu mà để cùng những cái file CSS ở đây, cùng những file JS ở đây thì nó lẫn lộn với nhau giữa backend và frontend, thì mình không muốn như vậy. Thì để tạo ra thì các bạn phải gì, các bạn phải làm từng cái một, ví dụ là backend. Sau khi tạo backend xong thì lên lại cho nó chuẩn, các bạn phải tạo ra một cái là gì, CSS này. Sau đó rồi các bạn phải tạo ra một cái file là style.cs chẳng hạn. Đấy, như này thì nó rất là mất thời gian đúng không? Mãi mới tạo được một cái file như này. Đấy thì cũng những cái bước như vậy, cùng một bước như vậy nhưng mà mình có một cái dùng một cái plugin kia, cái Advanced New File thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đấy, mình có thể là Ctrl Shift P cho các bạn nhìn thấy.
new file này. Đấy mình điền ví dụ là mình muốn new trong cái thư mục là public. Các bạn có thể nhìn xuống dưới nó hướng dẫn có một cái đường dẫn ở đây này. Public này. Đấy mình ví dụ là bọn em CSS style.cs enter một cái. Thế thì các bạn đã tạo xong được cái gì? Tạo các thư mục cho mình này, font name này, CSS này, style.cs. Thì đấy là một cái backkit mà mình nghĩ là các bạn hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong cái việc tiết kiệm thời gian. Nhất là khi mà mình đã cài phím tắt thì ấn hai chữ N một cái thì nó sẽ tự nó show ra cái này. Rồi, thế thì để cài cái phím tắt thì các bạn nhìn làm như nào? Thì các bạn ấn vào diffusion này. Các bạn chọn vào cái cây binding default. Thì ở đây mình đã tạo ra một cái như này. Cây này, ấn hai chữ N một cái thì nó sẽ thực hiện cái là advanced new file. Đấy thì tí mình sẽ đính kèm này vào cho các bạn. Đấy thì hy vọng là những cái mẹo nhỏ trên cái hướng dẫn của mình trên Subnautech và kết hợp với framework Laravel thì có thể giúp ích cho các bạn trong việc phát triển các cái sản phẩm nó nhanh hơn. Thì, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào một cái chủ đề khác. Khi nào mà có những cái backkit hay hoặc những cái mẹo hay thì mình sẽ làm cái video khác để hướng dẫn các bạn.